Yo, hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với Tháp Mobile Games. Và theo những yêu cầu của một vài anh em thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm video về một cầu thủ mà có lẽ đã xuất hiện rất nhiều rồi, rất nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn phải làm lại, đó chính là Filippo Inzaghi phiên bản Legendary đổi 5.000 e-point. Và anh em có thể đổi cực kỳ là easy, coi như là một con hàng có thể nói là free, đá là có, không cần phải nghĩ nhiều. Với Inzaghi đá là có này thì có cái điểm mạnh gì? Chúng ta vẫn luôn biết về Inzaghi, đó chính là Super Sub. Tuy nhiên thì trong cái video lần này chúng ta vẫn sẽ phải nói về những cái điểm mạnh yếu tùy thuộc vào những cái vị trí, không hẳn tùy thuộc vào những cái loại chiến thuật hay là cái cách đá của từng anh em. Hiện tại thì Inzaghi của mình đang xuất phát với cái vị trí CF và đá ngay từ đầu. Chúng ta sẽ bỏ qua cái việc đó chính là Inzaghi Super Sub được kích hoạt ở hiệp 2 ở trận đấu này. Còn trận đấu thứ hai thì chắc chắn mình sẽ phải tung Inzaghi vào từ hiệp 2 để xem được rằng là cái ấn tượng về Super Sub, cái kích hoạt khả năng Super Sub nó có còn là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm với Inzaghi hay không. Với Inzaghi đương nhiên cái điểm mạnh nhất đó chính là về khả năng dứt điểm, chạy chỗ của Inzaghi. Thêm vào đó chính là khả năng bứt tốc và tốc độ thoát người, nó là ảo. Nói thật, thoát người nó là ảo, di chuyển nó là nhanh và cực kỳ phù hợp với tất cả các loại sơ đồ chiến thuật, kể cả là phản công hay là possession game, hay kể cả là Takadada. Anh em nhấn mạnh nhá, mình phải nhấn mạnh với anh em đó chính là kể cả là Takadada, và Takadada là cực kỳ hay cùng với Inzaghi. Với Inzaghi tại sao chúng ta có cái điểm hay này? Thứ nhất là về khả năng dứt điểm, ok đúng không, rất là cao rồi. Thứ hai đó chính là về khả năng bật nhảy của Inzaghi và khả năng header của Inzaghi, nó là tốt. Với cái phiên bản Legendary 9x như thế này, chỉ số tổng quát 9x nhưng đá nó lại quá là hay. Inzaghi đây rồi, Inzaghi xử lý dứt điểm. Đương nhiên chúng ta vẫn sẽ có những cái điểm hạn chế về khả năng dê bóng nó không được nhanh, về khả năng truyền chọt nó không được quá hay. Nhưng Inzaghi, đó là những cái điều như thế này. Khả năng đánh đầu của Inzaghi, khả năng chọn vị trí, bật nhảy không có nhiều đà, vẫn có thể bật nhảy nó khá là tốt. Chúng ta có thể thấy được rằng là Inzaghi vẫn rất ảo, kể cả ở phiên bản Legendary hay là ở phiên bản Epic đã từng xuất hiện của AC Milan. Cực kỳ là hay và cực kỳ là ảo. Dứt điểm, ba trái, có khoảng trống đóng cực kỳ phiêu với bất kể cái kiểu đá nào. Có thể là cứa lòng, có thể là dứt điểm góc gần, có thể là stunning, tùy anh em lựa chọn. Và Inzaghi vẫn cho thấy là mình là một người rất là nguy hiểm ở mọi vị trí trong vòng cấm. Mình không biết là Inzaghi có thay đổi style hay không ở những cái phiên bản tiếp theo, vì Konami có thể làm rất nhiều thứ mà chúng ta không biết được. Thế nhưng mà Inzaghi hiện tại với GoPoster nó đang là hợp lý rồi. Đúng một mẫu tiền đạo, đó chính là thoát bẫy việt vị, thoát xuống cực kỳ ảo ma Canada. Về cách nâng thì anh em lưu ý là cứ giữ lại cho mình 2 điểm để nâng style, còn lại thì tùy anh em nâng thế nào cho nó hợp lý, hoặc anh em auto cũng được. Nhưng mà anh em có thể trừ bớt đi 1 điểm shooting cũng được, vào thêm 1 điểm về aerial strength chẳng hạn. Inzaghi vẫn khá là ổn nếu như mà chúng ta trừ hai cái bên đó. Và anh em có thử 2 điểm để up style, cân nhắc về style nào anh em up thì trung bình là cứ tầm 8x là mình nghĩ ok rồi. Hiện tại thì anh em cũng dễ dàng để có thể sở hữu một cái đội hình mà cái bộ team play style nó tầm 99 với 7 đến 8 cầu thủ. Mình nghĩ là với một trường hợp như là Super Sub của Inzaghi hay đá từ đầu mà có thể tầm 75 đến 80 team play style nó vẫn rất là ok. Bộ skill thì mình nghĩ là đẹp tuyệt vời với khả năng dứt điểm rồi, không có gì phải nói cả. Những cái đường phối hợp khá tốt của Inzaghi, và đây là Chahanolu, cửa lòng, Hulit đây rồi. Cái bộ tấn công như là Hulit, Marco Van Basten, Inzaghi thì phải công nhận là vẫn đang cực kỳ bá cùng với AC Milan, không có gì để mà chê trách cả. Và anh em có thể dễ dàng tiếp tục sở hữu một con hàng nếu như chưa từng được sở hữu, vẫn muốn sở hữu hết thẻ để gia hạn 60 ngày thì vẫn có thể tiếp tục sở hữu lần nữa. Với Inzaghi thì mình nghĩ là đây là một cái món hời. Nó là một cái món hời. Kể cả mình đã có phiên bản Epic rồi, anh em vẫn muốn mình làm Inzaghi, Ipupoi mình vẫn có thể đổi và vẫn chơi một cách rất là ngon lành. Division 1 không vấn đề gì, vẫn cực kỳ bá. Anh em thấy được cái sự ảnh hưởng của Inzaghi không? Một cái sự ảnh hưởng mà đi cùng với năm tháng,
Bất kể một cái phiên bản eFootball hay là PES nào thì Inzaghi vẫn rất hay, vẫn có thể kéo anh em đi rất xa. Nhưng đây là Filippo Inzaghi, pha sát xuống quá nhanh của Inzaghi. Còn cái gì để mà nói nữa đây? Pha chọc khe là đẹp, nhưng phải nói đến cái pha di chuyển như thế này, di chuyển vào cái góc mà hậu vệ không bắt được luôn đấy. Rồi thì bạn khả năng là thoát rồi. Và đó là Inzaghi xuất phát ngay từ đầu đá CF lệch trái. Vậy thì với Inzaghi xuất phát từ hiệp 2, Super Sub thì sao? Đây là một cái game đấu như vậy. Hiện tại thì mình vẫn sẽ để cái khung này và chúng ta sẽ vào ngay cái trận đấu ở hiệp 1. Trước tiên, một vài thay đổi với Rijkaard và Rodri thôi. Còn sau đó chúng ta sẽ, nếu như kết quả không ok hoặc kể cả kết quả ok thì chúng ta vẫn sẽ tung Inzaghi vào hiệp 2. Nên đây sẽ là cái highlight những cái pha phối hợp của Marco Van Basten và cái hàng tấn công Chahanolu chuyền vào cho Ban Venevet. Đấy rồi. Tiếp tục sẽ là một pha highlight nữa. Marco Van Basten vào Hulit. Trời, pha di chuyển. Ôi giời ơi. Anh em có thể liên tưởng đến những pha chạy chỗ như vừa rồi của Inzaghi. Với cái tình huống vừa rồi của Marco Van Basten nó khá là hay. Nhưng đây là một pha bóng cực kỳ hay của team bạn này. Và đấy là rõ ràng là Gobotcher, cái đẳng cấp đặc trưng luôn của Gobotcher. Bây giờ sẽ là Inzaghi tung vào hiệp 2. Super Sub để mà nói thì nó là một cái sự hỗ trợ boost chỉ số không nhìn thấy ở trong game khi mà chúng ta tung cầu thủ từ băng ghế dự bị. Vậy thì sẽ có nhiều những cái nghi vấn, ví dụ như là chúng ta bắt đầu ngay từ hiệp 1, chúng ta tung ngay từ cái giây phút ban đầu khi trận đấu đã được bắt đầu, thì liệu Super Sub có được kích hoạt hay không? Thì mình nghĩ cái này vẫn có thể xảy ra được, bởi vì đây chỉ là một cái boost chỉ số trong cái trường hợp mà cầu thủ không có phong độ quá tốt. Có nghĩa là ví dụ cái thanh phong độ nó nằm ngang thì khi mà vào game thì có thể tăng khoảng 10% hay 15% gì đó về mặt chỉ số không nhìn thấy. Thì đấy cũng sẽ là một cái điều mà hoàn toàn bình thường khi mà anh em tung ngay từ khi trận đấu bắt đầu đấy. Đấy, nó, mọi thứ vẫn đang mới tinh, anh em tung vào thì nó vẫn kích hoạt, không vấn đề gì. Trong trường hợp đấy là cầu thủ đang không có phong độ tốt thôi. Cầu thủ có phong độ tốt thì anh em có thể tung ngay từ hiệp 1 cũng được. Với trường hợp của những Super Sub nó không phải là một cái gì đấy nó quá là ảnh hưởng cả đâu. Thì anh em có thể để ý đến cái phần đấy. Thì đương nhiên là kể cả tung như thế nào thì chúng ta vẫn biết là Super Sub nó vẫn đem lại cho chúng ta một cái lợi thế nó khá là lớn với những cái vị trí tiền đạo hay là tiền vệ gì đó, bla 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 rất nhiều. Đây là Rijkaard. Rijkaard xử lý đường truyền cho Matthias. Matthias truyền cho Nedved. Hulit chọc khe cho, ôi, Inzaghi. Vâng, đó là lý do tại sao Inzaghi quá ảo. Đôi khi sẽ là những cái pha lách mà chúng ta không thể nghĩ được rằng là tiền đạo có thể lách được, nhưng Inzaghi vẫn lách qua một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Rất ảo anh em ạ, rất ảo. Giờ Super Sub đã được thể hiện mình rồi. Chúng ta chỉ còn Rijkaard nữa thôi. Rijkaard sẽ là một video mình sẽ làm sớm thôi anh em, chờ nhé. Sẽ sớm có video về Rijkaard thôi, tôi phải test nó thật là tỉ mỉ với cái vị trí này quá là quan trọng. Đấy, Lampard là một pha đốn ngã Drody và đó là một chiếc thẻ đỏ. Một chiếc thẻ đỏ dành cho Lampard. Khi mà Inzaghi mới ghi một bàn mà chưa ghi được bàn thứ hai thì team bạn lại nhận được lì xì rồi. Đừng thoát bạn ơi, ôi thoát thoát rồi. Và đó cũng là video dành cho phiên bản Filippo Inzaghi eFootball Point đổi cực kỳ easy với 5.000 điểm. Anh em có thể đá event để lấy. Và đây vẫn là một cái phiên bản nó quá là hay của Inzaghi và chúng ta vẫn chơi quá là dễ dàng. Không có gì phải đắn đo, đổi ngay anh em nhá, đổi ngay. Ok, đừng quên là subscribe và tiếp tục thăm mọi game. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.